Thưa quý vị, nhìn lại cuộc chiến chống COVID-19 tại Đà Nẵng, bên cạnh những lực lượng tuyến đầu, không thể không nhắc đến vai trò của các bí thư chi bộ khu dân cư. Bằng những đóng góp thầm lặng mà cao cả, họ chính là một trong những nguồn lực quý báu để phát huy sức mạnh, ý đảng, lòng dân, góp phần cùng thành phố chiến thắng đại dịch. Những ngày thành phố Đà Nẵng, ai ở đâu thì ở đó. Với sự tận tụy của các bí thư chi bộ khu dân cư cùng các thành viên trong ban điều hành dân phố, hàng ngàn xúc quà rau củ quả đã được phân loại, sơ chế, chuẩn bị để kịp thời gửi đến các hộ gia đình khó khăn. Cùng với đó là nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo, hỗ trợ, động viên những hoàn cảnh đặc biệt tại khu dân cư với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Ở đây có mấy cô đồ đây cũng giúp đỡ nhiều lắm. Cô như mỗi lần đợt về là cho đầy đủ, không có cái gì mà thiếu hết. Gỗ hay bất cứ một cái thức ăn đồ chi là đầy đủ. Gia đình thấy cũng đầy đủ cuộc sống. Ở đây họ cũng quan tâm nhiều. F0 và F1 thì mình phải kịp thời hỗ trợ. Đó. Đây là một phần hỗ trợ về mặt tinh thần. Đấy. Cái thứ nhất, cái thứ hai là những người dân mà khó khăn đó, thì mình phải kịp thời hỗ trợ. Đưa cho họ những cái vật dụng cần thiết và tổ chức nhiều cái mô hình như đi chợ giúp dân. Bên cạnh đó là về những cái phần quà của thành phố và nhà nước hỗ trợ quan tâm thì mình phải đưa về cho dân kịp thời. Trong hai đợt dịch COVID-19 vừa qua, các chi bộ khu dân cư đã phát huy vai trò lãnh đạo để xây dựng mỗi xã phường là một pháo đài chống dịch. Với vai trò là người đứng đầu chi bộ, kiêm trưởng ban điều hành khu dân cư, các đồng chí bí thư chi bộ đã không bằng khó khăn, nguy hiểm, tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phòng chống dịch, từ đó góp phần giữ địa bàn an toàn, hoàn thành mục tiêu kép, cũng như nhận được sự tin yêu, ủng hộ lớn của nhân dân. Từ đó phát huy sức mạnh ý đảng, lòng dân, đưa Đà Nẵng mạnh mẽ vượt qua đại dịch. Công tác phòng chống dịch vừa qua trên địa bàn Thanh Khê thì đã thể hiện cái đậm nét, cái vai trò hết sức quan trọng của các bí thư chi bộ tại cơ sở, bí thư chi bộ tại các khu dân cư trên địa bàn. Các đồng chí thực sự là những cái tấm gương sáng về tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần rất là tích cực trong công tác phòng chống dịch, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Các đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư đã và đang nỗ lực hết mình, nhiệt huyết, có những đóng góp thiết thực, quan trọng, góp phần càng thắt chặt niềm tin giữa dân với đảng. Ban thường vụ thành ủy tin tưởng và mong muốn các đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đóng góp cống hiến và thực sự là những cầu nối vững chắc của đảng với dân để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng của chúng ta giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Hiện nay, dịch bệnh tuy đã được kiểm soát, nhưng nguy cơ tiềm ẩn từ các biến chủng mới của COVID-19 vẫn là không hề nhỏ. Vì vậy, bên cạnh các lực lượng chuyên môn trên tuyến đầu, không thể thiếu đi vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu của bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đối với công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.